Chào cô và các bạn. Thì sau đây nhóm mình sẽ thực hiện quay video để test bài bãi giữ xe sử dụng lệnh F118. Thì đây là sơ đồ kết nối dây của nhóm mình. Thì đây nhóm mình sử dụng một nút nhấn tích hợp on off hai cảm biến. Thì do ngõ vào là sụt sinh, ở đây mình sử dụng hai cảm biến là NPN. Ngõ ra mình sử dụng ba cái đèn để mô phỏng. Thì cái đèn thứ nhất là cho kết nối với I6 là cho hình trắng. Đèn thứ hai là đèn xanh kết nối với I7 để báo hiệu là bãi giữ xe vẫn còn chỗ. Đèn thứ ba là đèn đỏ kết nối với lại I8 để báo hiệu là bãi giữ xe đã full. Thì I6, I7, I8 thì được kết nối chung với lại là C3. Đây là phần cốp. Tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu về cái sơ đồ kết nối. Thì đây là hai cảm biến tiệm cận. Loại màu đen này là cảm biến phát hiện kim loại. Còn con màu trắng này thì phát hiện vật bất kỳ. Đây là nút nhấn, mình sử dụng nút nhấn màu vàng để làm nút nhấn on off. Ở đây là có ba cái đèn như lúc đầu mình đã giới thiệu. Nhóm mình xài BLC là C30R. Sau đây mình sẽ tiến hành test. Nút nhấn on off của mình là màu vàng, thì mình sẽ cho ra đèn. Khi nhấn on off thì là đèn xanh sáng báo hiệu là bãi giữ xe vẫn còn chỗ trống. Cảm biến của mình là cảm biến vào là cảm biến màu đen, đây là nhận cả là kim loại. Một xe mình cho là maximum là 5 xe nha các bạn. Khi bãi giữ xe đã đầy thì sẽ hiện nét màu đỏ. Và bây giờ mình cho đếm lên nữa thì vẫn không được, anh chắn nó không mở. Tiếp theo thì mình sẽ cho đếm xuống là khi có xe ra. Rồi, khi vừa có xe ra thì bãi giữ xe sẽ hiện lên nét màu xanh, là có nghĩa vẫn còn chỗ trống. Bây giờ mình sẽ đếm về không. Rồi, khi đã đếm về không thì khi mình cho tác động thì vẫn không có được, thanh trắng không mở lên. Rồi, cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi. Tiếp theo cũng là bài mạch gửi bài bãi xe nhưng mà sử dụng con 30T. Thì đây là sơ đồ kết nối dây. Về phần code thì bài trước là mình sử dụng lệnh F118. Thì ở bài này thì mình sử dụng lệnh F20-25. Lệnh cộng, lệnh trừ. Sau đây là sẽ là phần đấu nối dây. Về cảm biến thì ở đây mình có sử dụng cảm biến khác, đó là cảm biến quang. Và con cảm biến tiệm cận phát hiện kim loại.
Thì về phần dataset của cảm biến quang này mình sẽ để ở cuối video, cũng như là các con cảm biến mà mình đã dùng ở từ đầu video đến giờ. Thì sau đây nhóm mình sẽ xin test. Thì mình sẽ nhấn on không. Tiếp theo thì mình sẽ cho xe đi vào nhé. Ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc. Khi có năm chiếc thì nó sẽ đầy và nó hiện đèn đỏ lên. Tiếp theo thì mình sẽ cho xe đi ra. Khi vừa có một xe đi ra thì tinh trắng bật lên và đèn xanh sáng. Tiếp theo thì cho về không nha. Khi về không thì mình tác động cảm biến thì nó sẽ không tinh trắng nữa. Bây giờ mình sẽ nhấn on, anh nhấn off, on, giờ giúp lên lại. Rồi đủ 5, đếm lên nữa cũng không lên được. Off. Phần test của nhóm mình đến đây là kết thúc. Xin chào cô và các bạn.